Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay gì đây ta? Hôm nay mình sẽ mod một cái map mới. Thì mình map này mình mod bằng cái Mio nha. Mio là F8 này này. Đó. Mio. Thì nó là cái mod gì đây ta? Nó là cái Fort Island ha. Thì đó này mình tele lè tới địa điểm này đó thì để mình load map này, đợi chút nó load nha. Rồi đó, file loader xong rồi đó. Thì đó, đây nè, đây là một cái đảo, mình mod một cái đảo ngoài ngoài khơi này. Cái thằng siêu nhân này, thằng này khó khó lái ghê nhỉ. Khó lái nhỉ. Rồi. Đó, đảo này thì nó như vậy thôi. Nó có một cái bùn nước. Kiểu là các bạn có thể mod nó. Ui, cái heo lên bờ này. Kiểu là mình mod một cái đảo nhỏ như vậy nè, có thể tạo bánh lộn hoặc là kiểu vậy. Đấy. Hay nhưng mà nó bị lỗi với lại kinh công nha. Đi thì được. Kiểu là mod một cái đảo cho thằng kinh công này. À, nó bị dính với cái Superman mà mình quên remote nó ra. Hay gì không đi được. Rồi đó, nó chỉ có nhiêu đây thôi, đảo này thì nó rộng chỉ có nhiêu đây thôi đó. Thì trên map nó hiện như vậy đó, trên map nó sẽ hiện như cái này đó, hay là này. Ban đầu thì nó không có đâu nha. Rồi ok, mình sẽ ra ngoài hướng dẫn mod cái đảo này. À, các bạn nào mà thích cảm giác ở làm clip trên đảo hòn thì có thể làm cái này. Nhưng đảo hòn gì đâu, ngay cái chỗ khách sạn mod, thằng nào mod được cái này cũng gà thì cái nha. Là cái heo bơi trên bờ luôn này. Rồi ok, thì nó đây là cái file thư mục của game nha. Còn đây là cái file mình... hôm trước mình có mod cái gì đây, cái biệt thự du thuyền này nha. Thì các bạn cũng có thể coi lại cái clip này đó. Cái clip này nếu mà các bạn chưa có cái map builder này, mình nghĩ là mà cái này thì cũng không cần đến map builder đâu. Thì nếu mà các bạn mod mà biệt thự du thuyền gara xe á, thì nó còn phải đến đến map editor và map builder, nhưng mà cái này thì không cần, thì nó chỉ cần ba file này thôi. Thì hôm trước mình có hướng dẫn cái cài và sử dụng cái add-on menu này F8 á. Thì đây Mario thì cần ba file này và cộng với này. Thì ba cái link file này mình để dưới video tải nha. Còn cái này là file map đảo này ha, file map đảo này. Cái này là menu. Thì đầu tiên là để mà muốn cài cài
cái map cái đỏ này á thì dài nén ra, dài nén hết ra. Rồi cái menu thì các bạn này nó kêu là bạn các bạn copy hai file file menu ASD vào menu load vào thư mục GT5 này, hai file này thôi. Đó thì các bạn bắt vào thư mục GT5 ha, là copy hai file đó. Xong rồi report 5 copy vô Drift 5 thì có vị y chang luôn, cũng bắt vô thư mục GT5 đó. Còn Drift 5.net thì nói chung là những cái file này mình hay hướng dẫn mình hay nói lại thôi, thì Drift 5.net thì chỉnh lại cái file configuration setting này nè, thành F3 đi đó. Xong rồi các bạn copy gán vào GT5 luôn ha. Rồi cuối cùng là file này, file đảo thì nó mình list vô nè, nó kêu là giải nén ra rồi copy cái file này gắn vào cái đường dẫn này, xong rồi xóa cái file này đi. Hướng dẫn cũng nó kêu là xóa này nhưng mà không, mình copy cái này thôi, file này thôi, rồi mình gắn vô thư mục game á, GT5 á, vô coi cái mà menu hồi nãy mình copy á xong á ha, các bạn vô trong đây rồi các bạn chọn cái spawner này đó, rồi các bạn bắt vô thôi đó. Mình bắt rồi mình nằm đây spawner bắt vô, thì hôm trước mình có hướng dẫn cái villa này đó, villa hai cái villa nó vẫn còn thì các bạn bắt y chang luôn. À, xong rồi các bạn vào game, nếu mà vào game mà các bạn ấy không được á, lỡ may nha, tại vì mình nghĩ là nó file nó nhẹ cho nên nó load cũng nhanh á. Còn nếu mà thật sự rồi mà load mà bị lỗi á thì các bạn coi lại cái clip mà mình hướng dẫn mod biệt thự này nha, thì nó có cần đến những cái map builder hoặc là map editor nếu mà file lỗi nha, còn nếu mà bình thường thì thôi, tại vì sợ hai cái file này nếu muốn load được thì phải cần đến mấy cái hướng dẫn biệt thự trước á của mình á, thì phải cần đến tải mấy game. File này thì nó nhẹ hơn thì cũng không cần. Nó cứ bị vô thư mục đường dẫn này đó, xong rồi vô game thôi. Vô game thì đầu tiên là nó không có cái này đâu nha, thì đầu tiên là bạn bấm F8 này, F8 đầu tiên này, F8 bạn xuống dưới cái offset spawner rồi thì bạn kéo xuống cái manager save file á, hồi nãy manager save file là mình copy vô không, thì cái bạn thấy cái Alan không, cái Alan hồi nãy mình gắn vô á, mình nhấp vô thì đầu tiên là muốn trước khi mà bạn chưa có mod nó map á, thì bạn tele tới trước nó sẽ cho bạn đến cái vị trí này, xong rồi bạn sẽ bấm xuống load blend cement, load xong file loader nó ghi là file loader, tự nhiên xe đầu tiên lủi đầu xuống dưới 13 lỡ thúc rồi. Đó thì load xong thì nó sẽ hiện lên cái này vậy thôi hả. Đó, load xong thì nó sẽ hiện lên cái đảo này cho mình này, các bạn muốn làm gì làm với cái đảo này cũng được, này mà có chương trình bắt ốc thì chắc cũng vui lắm nha, này mà có ốc có cua đồ bắt á kiểu vậy thì chắc này nó bị lỗi cái khúc này, nói chung là mod map của bên ngoài mà người ta làm á, nói nè nó bị lỗi. Các bạn mà muốn giống như là thư giãn ngắm cảnh đó cũng đẹp chứ nhờ. Hay đâu để mình ao cái Superman nè, ao cái Superman này ra. Rồi. Out ra nhưng mà vẫn còn skin. Vẫn còn cái skin của Sayam. Đó. Vậy thôi.
Thì lúc này thì các bạn có thể dùng Map Editor đó. Cái Map Editor mà video trước mình có hướng dẫn này nè, hướng dẫn Mod Map Editor này, F7 này, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Map Editor. Thì lúc này thì các bạn có thể bấm F7 lên. Đây, để out ra mấy ông nọ này. Rồi bấm F7 lên ha. Đó, rồi mình có thể chỉnh. Đó. Chỉnh thì mình có thể thêm vô ép là mấy cái này. Giả sử đi. Nói chung nó nhiều quá mình cũng không có tìm hiểu thêm kiểu vậy. Đó, việc kiếm kiếm thử có mấy cái map cái mod nào gắn vô. Này hình như nó xây tường hay sao đây. Rồi tường rồi. Rồi. C bấm C. Các bạn có thể xây nhà hoặc là làm có các cái heo nó lên bờ đây. Đấy. Cái ông nào map này ông chỉnh cũng hơi khó. Đó, tùy bạn. Rồi. Nói chung là mod map xong rồi thì bệnh lại có thể sao map. Này, kiểu này. Kiểu kiểu hình như là mình sao không được cái đó. À, map name nè. Đó. À đặt đặt tên file. Nói chung là cái map editor này mình có thể làm nhiều đấy. Giống như là bây giờ mình làm đó, mình tạo hòn đảo này. File đảo này, xong rồi mình xây nhà, xong rồi mình sao map lại. Ha. Okay. Cái này nó cũng cần nó cũng vui lắm á. Đó, thoát ra lại. Mục đích này nó bị lỗi rồi này, bị lỗi màu rồi này. Không, nói chung là nó cũng mấy cái map editor này của người ta làm nó cũng có lỗi lỗi màu hay là do may ta, có thể là do may may trên nó chè bầu trời vậy sao ấy. Này nó bị lỗi, nó bị lỗi ở trên này, đường vằn này. Rồi ok, nếu mà các bạn mà thấy có thể dọc phá chút á, nói chung là cái file này cũng nhẹ thì các bạn có thể dùng, có thể làm theo cái cách của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình nha. Nếu mà thấy hay có thể like, share, like, đăng ký kênh của Bạc Gaming để mà coi những cái clip mà mình hướng dẫn mod khác ha. Thì mình sẽ làm nhiều thêm nhiều cái những cái mod GTA 5 cho các bạn coi ha. Ok, bye.